Xin chào tất cả các bạn đến với Khỏe Đẹp Thật Thông Liệu Pháp với chương trình học cơ bản, đó là học làm nông dân. Và ngày hôm nay chúng ta cùng khám phá một cái bài mới, đó là bài véo cuộn các bạn ạ. Tại sao lại đưa ra cái bài véo cuộn này thì nó cũng có một câu chuyện. Cái câu chuyện của chính Hải Vân, khi mà mình làm chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều người trong ngày, tay mình là phải xoa, mình phải tác động là để làm cho cái người bệnh nhân, thì mình cũng không thể tránh khỏi cái việc mình bị mỏi ở đâu đó. Mình đau thì mình không đau, nhưng mà mình mỏi là điều hoàn toàn là có thể xảy ra, đúng không các bạn? Thế thì thông thường là mình sẽ tự lấy tay là mình xoa bóp ở cái vùng cổ mình, vùng vai hay vùng tay của mình. Thế thì cái đến cái hôm đấy thì là Vân tắm rửa xong rồi, nằm ở trên giường rồi, ngại không buồn ngồi dậy các bạn. Thế bắt đầu mới lại lấy cái tay này, thò lên đây này, lại bóp như này, nằm lại bóp cái chỗ cái trên vai này. Thế thì lại mình lại cầm cái bờ vai này, mình lại cuộn cái tảng cái cơ thang ở đây, tức là bám theo cái bờ vai này. Thì mình lại lấy cuộn cái phần cơ thịt ở cái chỗ phần đấy, văn veo kiểu như là mình cuốn xuống phía dưới như này này. Thì mình lại thấy ui giời sao dễ chịu thế, mọi khi chỉ bóp này thôi. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình cuộn như thế thì thấy nó rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Thế thì Vân mới chạy sang phòng con trai. Thế cu cậu thì đang nằm toài ra ở giường này, đang bấm điện thoại để chơi điện tử. Thế bảo Zoom ơi Zoom, để mẹ thử làm cho Zoom cái này cái xem mà Zoom có thấy thích không nhá. Thế là Vân lại cho cu cậu nằm thế thì Vân lại lấy hai cái tay này, Vân lại véo cuộn này ở trên cái bờ vai này xuống, giống như cái chỗ mà mình vừa làm cho bản thân mình ý. Thế là cu cậu mất cái sắn, thích lắm mẹ, ủi dễ chịu lắm. À, thế là cuối cùng là Vân bảo à cái này rất hiệu quả. Và ngày hôm sau thì Vân lại dở cái hình ảnh ở trên cái cuốn sách nha, Atlas giải phẫu cơ thể người. Thế thì trong cái đó là nhìn thấy rõ tất cả các cái cơ ở trên cổ nó dẫn xuống hai bên vai này như thế nào như nào. Và có thể nói là chính là một cái anh bạn của mình, chính là anh bạn chính là giải phẫu cơ thể người này. Và tất cả trong này những cái hình ảnh và để mình đưa lên trên các cái trang bài, cái phần giảng dạy của mình ấy, thì nó đều là cái từ các cái phần khám phá ở trên đây. Thớ cơ nó đi như thế nào, mạch máu dây thần kinh ra sao, thì cái cuốn sách Atlas giải phẫu cơ thể người này nó như một người bạn rất là thân thiết. Và về sau này khi có cái hình ảnh 3D giải phẫu cơ thể người ở trên mạng internet ấy, thì mình có thể là xoay các cái hình ảnh, các cái góc độ của nó lớn ra để mình lại càng nhìn thấy rõ hơn được cái hình ảnh mạch máu gân cơ và dây thần kinh đi như thế nào thì lại càng thích nữa. Tuy nhiên là hôm đấy mình dở cái hình ảnh giải phẫu này ra, mình thấy các cái thớ cơ nó đi ngang như thế này. Và cái bây giờ khi cái đường tác động của mình nó là từ trên xuống phía dưới này thì gần như là nó cắt đường, cắt ngang các cái thớ cơ. Thế nên là cảm giác là cái bó cơ ở đây nó được là cái sự lưu thông về khí huyết, về máu nó được dẫn đi tốt hơn. Nên là mình thấy là dễ chịu là đúng rồi. Bởi vì mình lại nghĩ đến cái trong cái phim ngày trước là chúng ta thường xem phim bao công ấy, cái phim rất là dài tập đúng không ạ? Thì có cái câu mà ở trong cái phần giảng cảnh ấy nói là rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Đó, thế thì mình mới nghĩ ngay là cái dòng chảy của máu nó như thế này. Thế bây giờ tự nhiên là ngăn đập lại thì nước nó sẽ dồn lại đến đây. Và đến khi nhấc lên như cái đập thủy điện ấy, nâng lên này thì dòng chảy nó được ào đi. Thế thì bây giờ cái trên vai này cũng thế, mạch máu nó cũng dẫn đi ở trong này, thớ cơ nó cũng dẫn theo như thế này. Thì bây giờ mình véo cuộn đi như thế thì nó làm cho giống như là đang ngăn đập thủy điện lại, xong lại nhấc lên, ngăn lại rồi nhấc lên như thế này, làm dòng chảy nó lưu thông được tốt hơn. Thế và thêm cái ngày bé nữa thì mình cũng nghịch lắm. Con gái nhưng mà cũng nghịch chả kém gì con trai đâu, cũng chơi bắn súng cao su, cũng ống phốc và cũng là chơi đọ tay với con trai kể cùng là trang lứa đọ tay rồi là đố tay như thế nào đấy, là coi như là cứ gồng cái tay này lên xong bắt đầu xem là của đứa nào mà có con chuột to hơn đúng không, lên tay gồng này chặt đánh bụp cái vào cái tay này đấy, bắt đầu là nó chỗ này bắt đầu nó cơ bắt đầu nó cuộn lên hiểu không? Thế nên có này nó săn lại để xem con chuột của ai to. Thế mình cũng nghĩ ngay cái việc mà mình tác động vào giữa cái cắt ngang đường thớ cơ này nó làm săn gọn lại, thế thì mình đã đưa ra được cái bài đó
chính là bài véo cuộn này, để nó xoay gọn tất cả cái cơ lại. Mà đặc biệt là khi chúng ta làm ở trên vai cũng được, chúng ta làm trên bụng cũng được, làm trên lưng cũng được, làm trên đùi cũng được, thì tất cả những cái vùng cơ mà mình được tác động vào cái bài véo cuộn như thế này thì nó đạt cái hiệu quả rất là tốt, mà nó cải thiện vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt đối với những người mà bị cái bụng này nó to và nó nhiều mỡ thì nó giải quyết rất là nhanh các bạn ạ. Và trong cái phần chương trình học làm nông dân và cái chương trình cơ bản này thì Vân muốn dẫn các bạn tới cái bài véo cuộn ở cái chỗ vùng bụng. Đây chỉ là một trong những cái phần, một phần rất nhỏ trong cả toàn bộ cái chương trình làm tiêu mỡ ở trên bụng cũng như trên toàn thân. Nhưng các bạn cần phải học những cái bài cơ bản này để khi mà các bạn ứng dụng vào những cái phần khác trong cơ thể, cả cái phần làm đẹp trên khuôn mặt hay là làm tiêu mỡ các vùng trên cơ thể để khai thông, thì các bạn cũng cần có những cái kỹ năng này. Thế thì cái bài véo cuộn ở cái chỗ cái vùng bụng này thì khi mà làm cho cái người được làm ấy, thì các bạn bảo họ nằm ngửa và co gập cái chân lại, thì để cái chỗ cái vùng ở cái bụng này nó được trùng xuống, nó không bị căng. Đến khi chúng ta ứng dụng cái bài véo cuộn đấy thì người ta sẽ không bị đau. Và các bạn cũng nên nhớ rằng sờ với tất cả những người mà ở trên bụng mà lạnh ấy, thì trước khi thao tác, trước khi làm là chúng ta đều ứng dụng cái bài sấy kéo trước. Máy sấy để nấc ấm và cách mặt da khoảng 15-20cm, kéo dài ra, vuông góc với mặt da như là kéo tơ để cho nó ấm áp tất cả cái vùng trên này. Thế sau đó là chúng ta sẽ hai cái tay chúng ta để cũng gặp như này, giống như cái hình cái búp sen này, ôm lạc vào cái chỗ cái vùng này. Bao giờ lấy từ rốn nào đấy, nhấc cái này đó, từ cái tay này chúng ta đặt như này. Các cái ngón này của các bạn là phải để thẳng cái ngón này ra nhé, bốn ngón tay này thẳng ra chứ đừng túm như thế này. Nếu mà các bạn túm thế này là người ta sẽ bị đau. Ngón tay ở đây chỉ để thẳng ra để đỡ thì thôi, còn một ngón tay này cho vào rốn mình khép. Khi chúng ta khép cái mấy ngón tay này và cả cái ngón cái này vào là một thì chúng ta sẽ túm được một cái tảng đây, tức là tảng vừa mỡ vừa cả cái cơ thịt ở cái thành bụng để các bạn túm lên. Khi túm cái này lên rồi thì cả một cái phần cơ thịt chỗ này nó cũng được nhấc lên theo, thì tay này mình đón luôn thêm ở đây, hai tay giữ chặt chẽ này, túm vào đây này, cuộn gập vào trong, túm vào đây cuộn gập vào trong, xong đó lại tay kia so le cuộn bên này, túm cuộn túm cuộn túm cuộn túm cuộn. Và nhớ rằng cái tay của mình không trôi này. Lúc trước là bài chúng ta học bài véo tảng là cầm cả tảng này, vật cả tảng cơ, túm này vật cả tảng cơ. Nhưng ở đây mình túm vào đấy rồi, nhưng mình lại cuộn cả vào trong, cuộn nhồi vào phía trong. Thì các bạn tưởng tượng lúc đầu chúng ta đang để ngón tay gần như là nằm trên mặt da như này, nhưng mà khi mà chúng ta làm cuộn lên thì cái ngón tay này, cái móng tay này nó sẽ vuông góc với cái mặt da này thôi, chứ đừng nhồi quá sâu vào trong này, người ta sẽ bị đau nhé. Đấy, đặt nằm trên da này, xong đến lúc khi mà cuộn vào là cái ngón tay này của mình, móng tay nó sẽ vuông góc với mặt da là vừa tới. Khi mình nhấc lên nó hơi lùng nhùng, mình nhấc lên mình còn rùng rình nữa cơ, thì nó đi ra túm cả cái phần mỡ với cái tảng cơ ở thành bụng, nhưng mà nó không bị túm sâu vào trong tiểu tràng đại tràng của mình ở phía dưới. Đó, mình túm này, mình cuộn vào, túm cuộn túm cuộn túm cuộn. Đó, thế thì sau mỗi một cái hàng này thì mình lại chạy dịch chuyển lên phần trên mà cuốn ra cho đến bao giờ hết cả cái thành bụng này, hết cả cái chỗ bên sườn này, mình có thể túm được đến đâu mình túm được đến đấy. Tiếp tục véo cuộn như thế lên đến tận cái dưới cái chân ngực này. Thế thì các bạn làm một lúc hết cả đường này, chạy dần lên, xong các bạn lại làm lại, làm đến lúc nào mà các bạn thấy nó hồng lên ở cái chỗ cái vùng bụng là được rồi, và nó dẻo cái vùng này ra. Chứ mà nếu như mà các bạn mà nó làm đỏ quá thì người ta sẽ bị nóng nhiệt ở trong người, mà có thể người ta rát cái thành bụng và người ta sẽ bị đau. Đấy, các bạn làm hết sức rất là nhẹ nhàng, mình không tốn sức gì cả, nhưng chỉ sau vài phút các bạn làm thôi, nhìn lại hai bên bụng, bên này đã nhỏ và bên này vẫn còn to. Cái chỗ phần này nhiều người nó phình cả mỡ ra cái lưng này thì nó đã gọn, nó thành, nó nhìn thấy eo rồi. Và cái bài này là một cái bài nhỏ trong cái phần tiêu mỡ vùng bụng thôi, nhưng nó vô cùng hiệu quả.
Bởi vì các bạn biết không, có rất nhiều người mà đi đi đánh bục ở các nơi ấy, là người ta cứ nhậu, người ta nhào nhào nhậu nhậu và nó ảnh hưởng rất nhiều đến lục phủ ngũ tạng ở bên trong. À, thế nhưng mà với cái động tác này của chúng ta thì không làm ảnh hưởng đến tạng phủ ở bên trong, mà đồng thời nó lại còn kích thích cho cái sự chuyển hóa trong cơ thể được tốt hơn. Những người nào mà ăn uống này khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, rồi cái chuyển hóa nó kém ấy, thì khi làm được cái bài véo cuộn ở trên vùng bụng này, người ta rất là thích và nhẹ luôn cả vùng bụng, bụng đang đầy hơi chướng khí là cũng thấy là rất là nhẹ luôn. Thế các bạn biết rằng nếu như mà người ta mà bóp sâu quá ở phía dưới cái vùng bụng mà khi mà đi đánh bụng ấy thì nó ảnh hưởng đến cả tiểu tràng. Tiểu tràng thì các bạn nhìn thấy đấy, là chúng ta không phải là bác sĩ giải phẫu thì chúng ta không thể biết là trong này tiểu tràng mình ra sao, nhưng chúng ta cứ đi ra hàng chúng ta nhìn thấy cái lòng non của con lợn không, đến khi mà người ta các cái tiểu tràng ấy cũng là nó lòng non ấy, bắt đầu nó cuốn cuốn bằng những cái khúc quanh, tức là nó có những cái mỡ là mỡ lưới hay gọi là mỡ chài đấy, thì để nó xếp cái tiểu tràng đấy, cái ruột non đấy ở trong ổ bụng và ở một cái vị trí ổn định tương đối. Thế nhưng các bạn tưởng tượng cứ nhậu 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 như thế này ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái phía bên trong, rất có thể nó sẽ rách cái mỡ chài đấy, thì nó sẽ làm bị rối ruột nó, hoặc là khi bị bóp như thế thì giống như cái lòng mà nó bị ken đi như này, thì nó ảnh hưởng đến các cái nhu lông mao đường ruột ở bên trong, đấy nó làm cho cái tiêu hóa của người ta không còn tốt nữa, nó bị ảnh hưởng. Đấy lúc mà rất nhiều các chủ spa đã đến cái cơ sở của mình, đến trung tâm của mình để học thì bảo là ôi thôi chết rồi, nghe được phân tích như thế này thì mới hiểu rằng là trước đây cứ rảnh lúc nào lại nhờ nhân viên đánh bụng cho, thế rồi cuối cùng là bây giờ nhìn cái bụng nó cứ thâm phèo phèo ra, tức là nó ảnh hưởng luôn đến cái quá trình chuyển hóa của mình, ảnh hưởng đến tiêu hóa một cách là nặng nề. Thế khi mà mình hướng dẫn cho các bạn là làm chỉ có tác động đúng vào cái phần mỡ ở phía trên và phần cơ bụng thôi thì người ta lại được tốt lên, người ta rất là thích. Đấy, thế thì các bạn là cứ véo cuộn từ phía bên này sang phía bên kia, xong lại các bạn lại sang phía bên kia, lại véo cuộn là sang bên này. Đấy, thì các bạn đã nhìn thấy là cái bụng đã hoàn toàn khác rồi. À, chúng ta có thể một ngày có thể mình ứng dụng khoảng 2-3 lần, rảnh lúc nào các bạn lại làm nhiều thì là cái bụng càng thon gọn và nhanh. Đấy là một cái giải pháp mà có thể nói là rất là hữu hiệu. Các bạn cũng có thể véo ở phía đằng sau, véo cuộn đằng sau, có thể véo cuộn từ trên bờ vai này xuống phía dưới, có thể ngồi được, có thể nằm được, có thể véo cuộn ở trên đùi cũng đều được hết các bạn, để tiêu những cái phần mỡ mà dư thừa ở trên cơ thể. Các bạn cũng có thể véo cuộn ở vùng nách để tiêu mỡ cái vùng nách nha các bạn nhé. Thế thì sau đây là Hải Vân sẽ hướng dẫn các bạn thực hành trực tiếp luôn, để cái làm trực tiếp cái bài véo cuộn này để cho mọi người có thể theo đó mà rất là dễ dàng để ứng dụng, giúp cho bản thân mình, giúp cho người thân. Bây giờ Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành cái bài véo cuộn ở trên cái vùng bụng. À, khi mà mình véo cuộn ấy thì các bạn phải nhớ là bảo cái người được làm ấy là co cái chân này lên để cho cái vùng cơ ở trên cái vùng bụng này nó được thả lỏng, trùng ra thì khi mình véo sẽ không bị đau. Bạn là Trần Huyền My cũng sẽ là làm người mẫu cho chúng ta ngày hôm nay. Thế thì trước khi mà chúng ta làm, chúng ta kiểm tra xem là cái trên cái vùng bụng là có ấm áp hay không. Nếu mà không đủ ấm áp thì các bạn lại lấy máy sấy sấy kéo trước một lúc đã nhá. Đấy. Thế thì để cho là thường là những người mà bị mập nhiều ấy, cái bụng người ta rất to rất lớn, và thường những người như thế thì là bụng rất là lạnh, bởi vì dương hư ngoại hàn. Thế cái người mà dương hư là thường là hay bị mập ra, và sờ nó phía bên ngoài nó bị lạnh rất là nhiều. Đấy, thế thì chúng ta cho cái người được làm co chân lên này. Đấy, còn cái tay này chúng ta là đây, hai cái tay sẽ để như này, chúng ta nhìn thấy hình đúng giống cái hình búp sen không? Đấy, như là búp sen này. Đấy, như này. Cái ngón tay này cũng phải để thẳng ra chứ không phải là như thế này, như này thì là sẽ bị đau, người ta sẽ bị đau này. Này, đỡ đây. Ngón ngón cái này mình cho vào trong cái vùng 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 rốn này cho mình sẽ nhấc được lên như này. Tay kia cũng lại túm lên này. Đấy, túm cuộn, túm cuộn, túm cuộn, túm cuộn, túm cuộn. Đấy, hai cái ngón cái này đừng để sát vào nhau quá, sát nhau quá thì nó hai cái ngón này nó bị dẫm vào nhau. Này, túm này,
túm vào cái mảng này đó xong cuộn luôn cả mảng này vào, chứ không phải để tay xong lại trôi như thế này đâu nhá. Túm này, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn. Đồng thời mình có thể bảo cái người được làm ấy là cứ thả lỏng ra, trùng cái bụng và hít đằng mũi cũng thổi nhẹ lâu êm sâu ra đằng miệng. Đấy, thì không có cảm giác là bị đau. Giống như việc là đừng có ai bảo cứ lên gồng xong là cứng làm gì, cứ thả lỏng ra. Giống cái việc bây giờ một cái túi ni lông ấy mà mình thổi căng vào cái túi, phồng cái túi lên xong mình xoắn buộc chặt lại, thì bây giờ mình ấn vào nó sẽ bị căng thêm thì sẽ bị đau. Giống như kiểu mình hít vào mình phồng ra xong mình cứ lên gồng ấy thì nó sẽ bị đau. Thế nhưng mà vẫn cái túi ni lông đấy mình xả bớt cái khí ra, tức là nó sẽ thành lép, đến khi mình còn lấy tay mình ấn vào nhúng 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 này thì nó cũng không ảnh hưởng gì, tức là nó không bị đau. Cứ thổi ra làm miệng nhẹ lâu êm sâu và trùng cái bụng lên thì nó sẽ không đau. Đó, này, túm này, cuộn, túm, 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 cuộn, túm cho đến tận hết cái bờ sườn bên này. Xong đó là cái đợt tiếp theo thì lại sẽ tay mình lại dịch chuyển lên trên, túm, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn, túm, cuộn. Lần lượt như vậy cho đến lên sát đến tận chân ngực như này. À, khi nào các bạn làm quen quen rồi thì các bạn sẽ làm nhanh hơn. Đấy, đúng rồi đây. Đó. Đấy, bây giờ nhá, vẫn sẽ làm nhanh hơn để cho các bạn thấy này. Đấy, khi quen rồi này. Đấy, tay sẽ làm như múa. Đấy. Đấy, như này. Thế các bạn đừng có túm có một tí, nếu mà túm một tí này thì lại đau này. Túm một tí này thì lại rất đau. Túm một cái mảng to như này. À, to nhưng mà nó vẫn là mình vẫn phải nhấc lên, nó rùng rình này thì mới vào cái thành bụng thôi, chứ nó không bị vào cái vùng tiểu tràng, đại tràng. Đấy. Đấy. Đó, đấy, thế là các bạn cứ làm như thế đây này, chỉ có một tí xíu thôi nhưng các bạn nhìn thấy không? À, bạn có thể quay dịch lên phía trên này, nhìn thấy bên này lại nhỏ, bên này lớn hơn. Đó, hàng lên phía trên này thì thấy là bên này mới chỉ làm được một chút xíu thôi, chỉ có vài phút thôi. Nhưng đây này, nhìn thấy bụng eo rõ ràng nè. Còn bên này vẫn lớn hơn một chút, đúng chưa ạ? Đây, đó. Thế thì đây là các bạn sẽ làm hết, gỡ bên này sang, bạn lại sang bên kia. Các bạn là kéo cuộn sang bên này là sẽ được. Chả mấy, chỉ vài ngày thôi các bạn hoàn toàn khác, có một cái bụng rất là đẹp. Thế và bây giờ thì Vân lại làm giúp cho các bạn thêm một chút là cái véo cuộn ở trên cái vùng đùi này, để là có thể là có cái đùi nó thon gọn đẹp hơn. Bởi vì là rất nhiều bạn gái thì muốn là mặc những chiếc mini zip, đúng không ạ? Rồi chị em phụ nữ kể cả khi có tuổi rồi vẫn thích có một cái đôi chân đẹp để người ta có thể mặc các loại váy diện đồ. Đấy, thì chúng ta sẽ muốn làm cho nó gọn đùi gọn chân thì các bạn cũng lại cái bài véo cuộn này. Hai tay ổn đây, nhưng mà không phải là véo tả như cái bài véo tả, mà đây véo cuộn. Cũng cầm cả cái tảng to này, cuộn. Đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Đó. Cả cái tảng to này. Các bạn véo như này. Các bạn có thể từ bên này, bạn đứng bạn véo sang bên kia, và từ bên kia bạn đứng bạn véo sang bên này. Cả cái tảng to như thế này và tay không hề bị trôi xuống phía không làm trôi kiểu như này, mà tảng nào ra tảng đấy. 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 Như này. Từ phía trong làm ra phía ngoài và từ phía ngoài làm vào phía trong. Như thế là đây này, chẳng nói gì, Vân chỉ làm mới có vài đường thôi, cái chân này đã thon gọn hơn hẳn rồi. Đấy, cái bài này có thể nói là nó là cái, có thể nói là cái biểu bối để chăm sóc sức khỏe và giữ gìn phọc dáng cho tất cả các cái chị em phụ nữ. Đó, thế nên là mà chẳng phải chị em phụ nữ không, nam giới mình rất nhiều người cái bụng to này. Con gái mà về học mà làm cho bố thì bố cũng thích mê luôn. Đó. Rồi cháu gái mà học về làm cho bà cũng rất là thích. Thế thì Vân chúc tất cả các bạn là ứng dụng thành công với cái bài véo cuộn này nhá.